Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình lead and earn để nhận NFT nha các bạn. Thì con NFT này có cái hiệu là CI Zipper nè các bạn. Thì chương trình góp này random dành cho 100 user may mắn các bạn get được 500 đô tốc cần NFT nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở cái link for event nó ra các bạn, rồi bấm start trả lời câu hỏi nè. Các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi các bạn trả lời tiếp nè. Rồi các bạn nhấp vào tài khoản của MarketCap nè. Các bạn bấm Z nè. Thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên trang của MarketCap. Sau đó các bạn điền địa chỉ email của bạn đã đăng ký trên trang của MarketCap vào nè các bạn. Rồi các bạn cứ tiếp nè. Tiếp tục thì các bạn cần phải có điều kiện là đăng ký một cái sàn Binance và KYC nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè, các bạn copy nè. Sau này tôi cần này về thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán con NFT nha các bạn trên sàn Binance, rồi bạn dán vào nè, rất là đơn giản luôn các bạn. Tiếp tục nè. Thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nè, các bạn dựa theo đáp án mà các bạn trả lời nha các bạn. Một là the wish NFT nè. The one NFT nè. Rồi câu số 2 là AWS 3.0. Câu số 4 là câu số 3 là add up the book các bạn. Các bạn C D. Câu số 4 là USDT only. USDT only. Câu số 5 là NFT start qua mấy giờ ta? 8:18 nha các bạn. 9 giờ. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi sau đó các bạn điền địa chỉ EC20 trên chiếc wallet của các bạn vào nha các bạn. Tập cần này nó trả về sàn Binance luôn, ơi về địa chỉ ETH của các bạn luôn các bạn. Các bạn dán vào nè. Sau đó mình gỡ nè. Sau đó thì các bạn bấm vào up to wallet nha các bạn. Thì link up to wallet thì mình để cái link cho các bạn đây nha. Ơi đây là sự kiện nha của nó nè các bạn. Để mình trang cái các bạn. Lâu sợ buồn. Sorry các bạn, đây mình quay lại các bạn. Up to wallet thì các bạn tập cần nào ta? Link MarketCap. Và các bạn đây. Rồi, tên mã tập cần nó là CBNA các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào trang MarketCap nè. Đó các bạn tìm cái tên mã token của nó các bạn. Các bạn dán cái địa chỉ đó vào đây nè. Rồi đây nè các bạn. Phải này chúng ta crypto. Cái Cyber nè các bạn, đúng rồi. Rồi các bạn bấm vào up to wallet nè các bạn. Sau đó các bạn bấm nhấp vào mục wallet nè các bạn. Sau đó các bạn bấm vào mục sell nè các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Rồi các bạn copy cái đâu up to wallet lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục sell nè. Trời ơi, sao nó nhảy tào lao hoài ta. Nhấp lại cái wallet nè, sao nó văng hoài các bạn. Rồi bấm vào mục sell nhẹ nhàng cái này. Rồi bạn copy này các bạn, bạn mở ra các bạn. Rồi các bạn copy nè. Rồi sau đó thì các bạn trở về cái link form hồi nãy nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Up to wallet. Sau đó thì các bạn bấm submit nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi bạn bấm submit form nè các bạn. Rồi thank you. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận NFT đến từ sàn CoinMarketCap với trang CoinMarketCap với sàn Binance đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.